xin chào tất cả các bạn nha. Chào bạn nha. Chào bạn nha. À, hôm nay anh em mình có mặt tại đây và ba anh em mình cùng ngồi tại đây là nó có một cái lý do nha bạn. Trên kênh của anh em mình có rất nhiều bạn là comment yêu cầu anh em mình là làm clip phát lương cho cu lẹ. Thì hôm nay anh em mình sẽ làm cái clip này để dành tặng và gửi tới tất cả các bạn trên kênh của anh em mình nha. Hôm nay là cái ngày lãnh lương của cu lẹ nha bạn. Ngày nó cưới vợ trọng đại. Nên hôm nay anh em mình sẽ làm clip này. Thì nói chung là trước khi anh phát liền cho cưng thì anh cũng gửi lời cảm ơn tới cu đen và tới cu lẹ luôn. Là cảm ơn hai đứa rất nhiều vì trong thời gian vừa qua cũng đã tích cực năng nổ và làm clip với anh. Nên anh mới có được ngày hôm nay. Nên anh làm clip mới có tiền để anh phát lương cho hai đứa. Ngày hôm nay là cái ngày lãnh lương đầu tiên của cưng, là anh sẽ phát cho cưng là 9 triệu như anh đã hứa. Và anh sẽ giống như là tặng cho cưng thêm 1 triệu nữa là khích lệ. Tặng cho cưng 1 triệu khích lệ nữa là 10 triệu để cho cưng có đồng tiền để cưng xây sở cho cuộc sống của cưng. Thì như cưng thấy anh phát lương cho cưng 10 triệu tháng vậy đó, thì cưng thấy sao? Cứ nói thật lòng của cưng ra để cho tất cả các bạn trên cộng đồng mạng và trên kênh của anh em mình đều biết hết. Đối với em, số tiền anh trả em thì nó dư luôn à, kiểu như là dư em sống luôn á. Hiện tại thì bây giờ thì cái em làm thì em cũng đủ sống rồi, chứ gia đình em thì không có, em không có giúp gì được. Gia đình em bây giờ ba mẹ em vẫn còn làm việc được á. Như ba có công ăn việc làm ha. Dạ. Giống như là 10 triệu đồng lương này là cưng có thể nuôi sống bản thân cưng để dành ra lại sau này cưng có thể làm gì giảm phải không? Dạ. Có thể dùng tới số tiền đó. Dạ. Thì anh em mình hôm nay anh em mình có mặt tại đây, anh em mình muốn làm clip này để thỏa theo cái niềm yêu cầu của tất cả các bạn trên kênh của anh em mình, là yêu cầu anh em mình sẽ công bố cái mức lương của cu lẹ một tháng nó lãnh được bao nhiêu tiền. Thì hôm nay mình cũng xin đính chính lại clip hôm nay nha bạn, là khúc đầu tiên vô mình có nói với cu lẹ là một tháng mình sẽ trả cho cu lẹ là 9 triệu. Còn cu đen khúc trước bây giờ thì tiền lương của nó mình phát thì chắc các bạn cũng đã theo và đã biết cái mức lương của cu đen là bao nhiêu rồi. Nhưng mà khi vô làm với anh em mình á thì thấy cu lẹ nó cũng nhiệt tình và như là xuyên suốt, nên làm việc nó cũng có những cái clip thử thách sinh tồn rồi, nó hơi cực khổ. Nên mình tháng này mình sẽ trả cho cu lẹ là 10 triệu, là giống như mình 9 triệu mình trả một tháng, còn mình tặng thêm 1 triệu nữa để khích lại tinh thần cho cu lẹ, để cho anh em mình có thể vui vẻ, để anh em mình có thể tiến xa hơn trên con đường YouTube của mấy anh em mình nha bạn. Thì anh em mình thì mình cũng chẳng có biết có nói gì hơn ngoài lời cảm ơn cu đen thật tình và cu lẹ thật tình nha bạn. Nếu mà cái kênh anh em mình không có được cu đen, không có cu lẹ giúp cho mình thì mình cũng không có được như ngày hôm nay. Thì quen phim thì nói với tao là một rồi. Một rồi. Tao với là hai ông quen yêu nhau phải không? Hai tao yêu nhau thật thiết lắm từ đó giờ. Rồi, vậy là bữa nay về bà xã mà chém cao chết luôn. Chị gời mày. Gời mày. Bà xã chém cao chết. Ông ngồi ông bú ý gì cơ. Cứ quay hoài. Rồi rồi. Chết rồi. Tối nay tôi về bữa mà tôi chưa có người yêu đó nha ông nội. Làm sao rồi hả? Thì cũng cảm ơn hai đứa em của mình nha bạn, vì có nó ủng hộ và tiếp sức cho mình nên mình mới có ngày hôm nay. Thật sự không có em cu đen, cũng không có em cu lẹ thì mình cũng chẳng làm được gì hết, cũng là một con số 0 trên cái cộng đồng này. Mà sau lưng của mấy anh em mình luôn có tất cả các bạn luôn yêu thương và đồng hành và cũng ủng hộ anh em mình, nên anh em mình mới có ngày hôm nay. Anh em mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều, rất nhiều và rất nhiều nha các bạn. Thôi bây giờ mình nói nhiều quá thì mình nói 10 triệu. Đưa tiền lẹ đi. Cu lẹ nó không thấy tiền đâu chứ, nó nẹo nói nhiều, nó dài nó giải họ nó quất mình luôn không chừng nữa. Nói nó nhiều không thấy tiền đâu chứ. Bởi vậy mình nói hơi nhiều. Thôi giờ mình sẽ gửi tiền cho cu lẹ nha bạn. Đồng tiền của anh em mình gửi cái mức lương của anh em mình công bố là bao nhiêu, là đích thực nó là bao nhiêu. Có thể có. Mình không gian dối nữa lời nào hết. Nếu có gian dối nữa lời nào thì mình sẽ chịu trách nhiệm trước tất cả các bạn hết luôn. Mình từ đó giờ mình dám ăn dám nói, mình không khi nào mà mình dám nói mà không có thể không có sự thật mình nói ra cho. Đây là 10 triệu của cu lẹ. Trời ơi đếm cho các bạn coi đi. Đây là cái tiền lương tháng này của cưng đó, cưng có thể đếm cho tất đếm cả cho các bạn các bạn xem. Coi đi. 1 2 3 4 5 6 7 8
Và đây là 10 triệu của mình sẽ gửi tiền lương tháng này cho cu Lẹ nha bạn. Tháng này là tháng đầu tiên của cu Lẹ nhận được tiền lương, tại nó mới vô làm chung với anh em mình, tháng này là tháng đầu tiên. Nên tháng này anh em mình có thể phát cho cu Lẹ 10 triệu. Nếu tháng sau mà view mình có cao hay là lượt xem mà quảng cáo nó có cao lên, cái tiền mình có tăng lên, thì mình sẽ gửi thêm cho cu Lẹ và cu Đen thêm nữa. Chứ cái mức lương thì nó sẽ không nằm chết tại cái vị trí này nha bạn. Anh em mình mong muốn anh em mình sẽ đi xa hơn và bay cao hơn trên con đường YouTube. Đi không quay à? Đi thôi, đừng có quay ông nội ơi. Tao hết bay. Bay dưới dây điện á. Tao bay vậy nè, tao bay dưới đạn. Bay dưới dây điện. Thôi, vợ cu Lẹ. Mới mới lãnh tiền có đãi gì không? Ai hứa là có nha, ông hứa thôi hứa thôi nha. Có nha. Đó không ép à. Thôi thôi vậy khỏi mua đồ đãi đi, đưa mỗi thằng 500 ngàn là được rồi. Bạn không bạn luôn. Thôi bạn không nhận không nhận không nhận. Cứ lo mặt lên ai dám nhận. Đúng không? Nói chung là bây giờ mày chạy ngoài mày mua hàng cục kẹo mút mút được nó mút nè. Vậy là ngọt rồi, giống là ngọt ngào như tình cảm trong dưới viên kẹo ngọt. Dạ, em cũng không biết đãi cái gì. Nó đãi gì vậy? Đừng đãi ông bà lỗi em nội. Nó có chắc luôn. Dạ không xào cái cao ai xuống xuống đi. Cái đó mình sẽ từ chối cho bạn. Tại từ đó giờ mình cái môn đó là mình không thiết, nên mình sẽ không đi. Không đi không? Đó. Ông bà thích là bà xào hết chép quay đầu luôn. Mình không thiết những cái môn mà đó nên em. Trò chơi bảo hiểm. Trò chơi bảo hiểm. Đó là trò chơi bảo hiểm. Bảo hiểm. Giờ mình sẽ hứa là đãi ông xàm và ông Cú Đen và ông Phiên một cái chầu gì đó. Chầu gì? Nhưng mà mình chưa nghĩ ra phải không? Có suy nghĩ ra. Ok. Ngốt mình đem lại miếng chầu á, mình đãi lại nó miếng chầu cao bằng là chầu đó, nó đãi một chầu đó. Có chầu đó. Thì hôm nay thì cái ngày lãnh lương của ông Cú Lẹ nó cũng rất mừng rất vui khi nhận được số tiền thực tế của nó là được lãnh nha các bạn. Thì nếu các bạn có xem được clip này, các bạn hãy comment những cái ý kiến của tất cả các bạn là mình đã phát lương cho cu Lẹ nó vừa hay là chưa vừa, hay là nó thiếu hay là nó đủ gì đó. Mong tất cả các bạn hãy chung tay để comment, để góp ý cho mình nha bạn, để mình có thể khắc phục và sửa chữa cho nó hoàn thiện hơn. Anh em mình cũng xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều. Còn bây giờ mình sẽ nhường cái máy quay lại cho cu Lẹ, nó có thể nói đôi lời gửi tới tất cả bạn những chuyện gì đó. Mình cũng vô làm chung với ông Sào cũng được 1 tháng rồi. Thì hồi trước giờ các bạn mình đi làm cũng nhiều chỗ lắm, nhưng mà tiền lương của mình thì nó bấp bênh, nhiều khi 1 tháng mình lãnh có 4-5 triệu nữa. Thì tiền ăn rồi tiền nhà trọ thì nó cũng không có vô đâu chứ, cũng không đủ xoay sở. Thì mình cũng may là được ông Sàm ổng nhận vô làm chung, vô team làm chung với ông Sàm. Cũng thông qua clip này mình cảm ơn tất cả các bạn đã cũng yêu thương mình trong những thời gian qua thì mình mới có được như bây giờ. Thì mình cũng hứa với các bạn là sau này mình sẽ cố gắng làm những clip mà hay nhất có thể để mang đến cái tiếng cười cho các bạn sau những ngày làm việc và vất vả. Giờ mình cũng nói dòng nói do, nãy giờ mình cũng chưa hỏi ý kiến của cu Đen ra sao các bạn. Nãy giờ mình chỉ nói tới phần của cu Lẹ thôi, mình chưa nói tới phần của cu Đen. Thì anh cũng hỏi cưng, giống như là cái mức lương của anh phát cho cu Lẹ như vậy đó, cưng thấy sao cu Đen? Anh em nhiều khi anh cũng không biết là phát như vậy là có giống như cưng ngày xưa hay là không. Như lúc trước mà em cũng lúc trước anh cũng phát 10 triệu mới vô, rồi sau này anh cũng mới tăng lương lên tại thì nói chung là cũng được rồi, ổn rồi. Ổn ha. Dạ. Thì anh em mình biết nói sao. Cưng đã nói ổn, là cu Lẹ nó cũng đã ổn, thì anh em mình cùng nhau cố gắng để anh em mình cùng nhau phát triển cái kênh này lên, để anh em mình có thể là có được đồng lương khác hơn. Chưa ổn, chưa ổn, chưa ổn. 20 lần. Cánh đầu. 20 lần. Ổn hết chưa? Tôi bị kiến cắn chưa ổn nè. Thôi bây giờ mấy anh em mình đã thực hiện xong cái clip theo sự yêu cầu của tất cả các bạn trên kênh. Thì thông qua clip này ba anh em mình sẽ cố gắng hơn nữa nha bạn, để ba anh em có thể tạo ra những cái video sau nó có thể hấp dẫn hơn để gửi tặng tới cho tất cả các bạn cùng xem nha. Còn bây giờ trước mặt tất cả các bạn thì anh em mình cũng phải chia cái đi, để cho tình cảm ba anh em mình nó gắn kết yêu thương dài lâu và bay xa nữa. 1, 2, 3 yeah. Thôi bây giờ ba anh em mình sẽ kết thúc clip và phát lương cái clip phát lương cho cô Đen tại cô Lẹ tại đây nha các bạn. Nếu các bạn có những cái đóng ý kiến muốn đóng góp gì thì các bạn hãy comment ở dưới cái clip này để cho giúp cho Hánh Sàm có thể hoàn chỉnh hơn và khắc phục hơn những cái khuyết điểm của mình nha các bạn. Khuyết điểm của ông là sợ vợ. Vợ sợ vợ sống lâu.
mình để vợ trên đầu có khi là trường sinh bất tử. Không sao, bất tử rồi. Phải vậy. Thôi bây giờ anh em mình sẽ kết thúc clip tại đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã bỏ thời gian quý báu của tất cả các bạn để xem clip này. Anh em mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Thôi bây giờ anh em mình xin chào tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những clip tiếp theo. Bye bye, xin chào các bạn nha. Bye bye. Bye, bye.